À, về hỏi bài Minh chỉ trả lời trước thì vào thư Việt Nam tại nghe về ạch cô Thúy Xin chào tất cả các con cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay ở buổi học hôm trước các con đã được học bảng đơn vị đo diện tích rồi đúng không nào đến buổi học ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng vận dụng để làm bài tập của bài luyện tập trang 28 tám. Các con đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa nhỉ? Chúng mình bắt đầu nhé! Bài tập đầu tiên là bài tập 1. Ở câu A để bài yêu cầu các con viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông theo mẫu. Các con cùng chú ý vào bài tập mẫu ở trên màn hình nhé. Cô có 6m vuông 35dm vuông đổi ra đơn vị là m vuông Vậy thì cô sẽ tách 6m vuông 35dm vuông bằng bằng 6m vuông cộng với ở đây 35dm vuông cô sẽ đổi sang đơn vị là m vuông Đấy à, Bởi vì 1m vuông bằng 100 đề xi mét vuông nên 35 đề xi mét vuông sẽ bằng 35 phần 100 mét vuông. Đấy, 6 mét vuông cộng với 35 phần 100 mét vuông. Cô sẽ viết gọn lại dưới dạng hỗn số bằng 6 và 35 phần 100 mét vuông. À, tiếp đến là câu B đề bài yêu cầu các con viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề 2 mét vuông đấy à, vậy thì cũng tương tự như ở câu a chúng mình sẽ làm như à, bài tập mẫu ở câu a đúng không nào và bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé trước tiên chúng mình sẽ làm câu a trước nào à, 6 m vuông 35 đề 2 mét vuông là câu mà cô vừa làm mẫu cho các con rồi đúng không nào chúng mình sẽ tách bằng 6 m vuông cộng với 35 phần 100 m vuông viết gọn dưới dạng hỗn số là 6 và 35 phần 100 mét vuông. Tiếp đến nào. 8 mét vuông 27 đề xi si mét vuông. À, viết dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông. Đấy. À, cô sẽ tách bằng bằng 8 mét vuông cộng với đấy. À, ở đây 27 đề xi si mét vuông sẽ bằng 27 phần 100 mét vuông và cô viết dưới dạng hỗn số bằng 8 và 27 phần 100 mét vuông. Câu tiếp theo là 16 mét vuông 9 để xi mét vuông đổi ra đơn vị là mét vuông. Cô cũng sẽ tách bằng 16 mét vuông cộng với 9 phần 100 mét vuông. Cô sẽ viết gọn dưới dạng hỗn số bằng 16 và 9 phần 100 mét vuông. À, câu cuối cùng là 26 đề si mét vuông. chuyển ra đơn vị là mét vuông. Cô sẽ bằng bằng 26 phần 100 mét vuông. Đấy vậy là cô và các con đã hoàn thành câu a rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang câu b nhé. Câu b, câu đầu tiên là 4 đề 2 mét vuông 65 cm vuông đấy. À, viết dưới dạng số đo có đơn vị là đề 2 mét vuông. đấy. cô cũng sẽ tách bằng 4 đề 2 mét vuông này cộng với 65 phần 100 đề xi mét vuông. Đấy, à, bởi vì 1 đề xi mét vuông bằng 100 cm vuông nên 65 cm vuông sẽ bằng 65 phần 100 đề xi mét vuông. Cô sẽ viết gọn dưới dạng hỗn số bằng 4 và 65 phần 100 đề xi mét vuông. Tiếp đến là 95 cm vuông à, 95 cm vuông đổi ra đểxi mét vuông thì chúng mình sẽ giảm đi 100 lần cô sẽ bằng 95 phần 100 đểxi mét vuông và cuối cùng là 102 đểxi mét vuông 8 cm vuông cô sẽ tách ra bằng 102 đểxi mét vuông và cộng với 8 phần 100 để cm vuông. Cô sẽ viết gọn dưới dạng hỗn số bằng 102 và 8 phần 100 để cm vuông. Vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập đầu tiên rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ hai nhé. bài tập thứ hai để bài yêu cầu các con là khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng à, 3 cm vuông 5 mm vuông bằng bao nhiêu mm vuông số thích hợp để viết vào chỗ chấm là a là 35 b là 305 C là 350 và D là 3.500 Đấy. Vậy thì Uh, để uh, điền vào chỗ chấm thì chúng mình sẽ phải đổi 3cm vuông, 5mm vuông ra đơn vị đo là mm vuông đúng không nào? Đấy. Vậy thì dựa vào mối quan hệ giữa uh, các đơn vị đo diện tích Các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Cô sẽ đổi 3 cm vuông, 5 mm vuông ra đơn vị đo là mm vuông. Đấy. À, vậy thì 3 cm vuông à, đổi ra mm vuông chúng mình sẽ nhân với 100 đúng không nào? 3 cm vuông sẽ bằng bằng 300 mm vuông cô cộng với 5 mm vuông sẽ bằng bằng 305 mm vuông. Đấy. Vậy thì quay trở lại bài chúng mình sẽ chọn đáp án B đúng không nào? Đấy, vậy là cô và các con lại hoàn thành bài tập thứ hai rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ ba nhé. Bài tập thứ ba để bài yêu cầu các con so sánh điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào chỗ chấm. Ở đây có bốn câu. Vậy thì để so sánh, chúng mình sẽ biến đổi về bên phải và về bên trái về cùng một đơn vị đo đúng không nào? Bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Câu đầu tiên là 2 dm2 7 cm2 so sánh với 207 cm2. Vậy thì cô sẽ đổi về bên trái là 2 dm2 7 cm2 ra đơn vị là cm2. Đấy. 2 đề vuông sẽ bằng 200 cm vuông cộng với 7 là 207 cm vuông. Vậy cô sẽ điền ở đây là dấu bằng. Tiếp đến là 3 m vuông 48 đề vuông so sánh với 4 m vuông. Đấy. À, ở đây cô sẽ đổi cả hai vế về bên phải và về bên trái ra đơn vị là để xi mét vuông đấy ở trước tiên là về bên trái nào 3 mét vuông sẽ bằng 300 để xi mét vuông cộng với 48 bằng 348 để xi mét vuông và ở vế bên phải 4 mét vuông đổi ra để xi mét vuông sẽ là 400 để xi mét vuông. À, 348 bé hơn 400 vậy ở đây chúng mình sẽ điền là là dấu bé đúng không nào? Câu tiếp theo là so sánh 300 mm vuông với 2 cm vuông 89 mm vuông. Chúng mình sẽ đổi về bên phải 2 cm vuông 89 mm vuông ra đơn vị là mm vuông à, 2 cm vuông bằng 200 mm vuông cộng với 89 bằng 289 mm vuông à, so sánh với 300 Vậy ở đây chúng mình sẽ điền dấu lớn đúng không nào? Và câu cuối cùng là so sánh 61 km vuông với 610 hectare mét vuông. Đấy. Ở đây cô sẽ đổi 61 km vuông ra đơn vị là hectare mét vuông. Đấy. À, từ km vuông đổi ra hectare mét vuông chúng mình sẽ tăng lên 100 lần đúng không nào? Vậy 61 km vuông sẽ bằng 6100 hecto mét vuông vậy ở đây chúng mình sẽ điền số lớn đấy à, vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập thứ ba rồi đúng không nào bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ tư nhé bài tập thứ tư là bài tập cuối cùng các con cùng đọc đề bài với cô nào để lát nền một căn phòng người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông? Biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể. Các con cùng đọc nhẩm lại đề bài một lần nữa nhé. Để lát nền một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông? Biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể? Ở đây đề bài cho các con là Người ta lát nền một căn phòng đúng không nào? Và đã dùng hết 150 viên gạch hình vuông có cạnh 40cm Và đề bài hỏi các con Diện tích của căn phòng là bao nhiêu mét vuông? Đấy. À, vậy thì để tính được diện tích của căn phòng, chúng mình sẽ lấy diện tích của một viên gạch nhân với số viên gạch. Đấy. Vậy ở bài tập này, bước đầu tiên các con sẽ phải tìm được diện tích của một viên gạch. Đấy, ở đây là viên gạch hình vuông có cạnh 40 cm đúng không nào? Để tính diện tích của hình vuông chúng mình sẽ lấy cạnh nhân với cạnh. Đấy, bước 1 chúng mình sẽ tìm diện tích của một viên gạch. Bước thứ hai sẽ tìm diện tích của căn phòng bằng cách lấy diện tích của một viên gạch nhân với số viên gạch. À, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. vậy là các con đã hoàn thành bài tập cuối cùng vào trong vở rồi đúng không nhỉ bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé cô có lời giải đầu tiên diện tích viên gạch hình vuông là à, viên gạch hình vuông có cạnh là 40 cm nên diện tích sẽ là cạnh nhân với cạnh 40 nhân với 40 bằng 1.600 cm vuông đấy à, và lời giải cuối cùng diện tích căn phòng là Cô sẽ lấy diện tích của một viên gạch nhân với số viên gạch 1.600 nhân với 150 Các con vừa tính được kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, kết quả đây sẽ bằng bốn à, 240.000 cm vuông. Đấy và cô sẽ đổi 240.000 cm vuông ra đơn vị đo là là mét vuông đấy à, cô sẽ đổi 240.000 cm vuông bằng bằng 24 mét vuông à, vậy cô có đáp số diện tích căn phòng là 24 mét vuông Vậy là cô và các con đã hoàn thành cả 4 bài tập của bài luyện tập trang 28 rồi đúng không nào? Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho các con trong việc học và làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vẽ rách.